Chào ngày mới các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series phân tích lịch, series chuyên nội dung xem lịch ngày tháng năm và tìm kiếm những điều mới mẻ từ những tờ lịch treo tường. Ok, hôm nay chúng ta lại tiếp tục một ngày mới để xem lịch nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu xem lịch trước. Thì xem lịch như thế nào? Thì như này. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 4, là ngày thứ hai dương lịch. Đó, thì là ok. Và là ngày 24 tháng 2 âm lịch ở dưới. Hôm nay là ngày con dê, ngày Quý Mùi. Đó. Thì hôm nay là ngày tốt cho các việc như là giảm ngõ, ăn hỏi, đón dâu, động thổ, cất nóc, đổ mái, nhập trạch, khai trương, mở cửa hàng, ký kết hợp đồng. Nói chung là full option luôn. Là ngày đẹp. Về mặt đếm số lượng ngày trong năm thì hôm nay là ngày thứ 95 trên tổng số 365 ngày của năm 2021. Ngày đầu tiên của tuần thứ 15. Còn về hôm nay ấy, tiết khí thì chúng ta đã chuyển sang tiết thanh minh rồi. Tiết thanh minh là tiết như nào nhỉ? Quên mất rồi. 24 tiết khí. Để mình xem lại nhé. Ok. Hôm kinh chập này, xuân phân này, thanh minh đây rồi, ok. Tiết thanh minh có nghĩa là tiết trời trong sáng. Bắt đầu vào ngày 1 tháng 4 hoặc là mùng 5 tháng 4 dương lịch các bạn. Đấy, thì sau tiết thanh minh sẽ là tiết cốc vũ. Thì chưa đến. Và chúng ta trong tiết thanh minh. Thì bình thường trong tiết thanh minh thì chúng ta thường đi tảo mộ đấy. Tảo mộ trong... Thì có cái câu gì là thanh minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ hội là đạp thanh ấy. Đấy thì là câu ở trong bài gì ấy nhỉ, mình cũng quên mất rồi. Thì đó là tiết thanh minh. Nói chung thời tiết cũng khả năng là đẹp. Dù những cái ngày vừa rồi thì nó hơi mưa một chút ở Hà Nội, mà như là thời tiết cũng sẽ khô ráo hay sao ấy. Mình nghĩ là vậy. Hay là mưa ấy nhỉ. Thì ok, cái đó là về phần lịch thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nội dung thứ hai, chính là nội dung xem hôm nay có cái sự kiện gì không, có câu nói gì hay không, có đoạn thơ nào hay không, có những cái điều gì mới mà chúng ta sẽ có thể pick ra để tìm hiểu trong một ngày mới nhé. Thì hôm nay chúng ta có một câu danh ngôn như sau. Khi đọc sách, trước hết phải tự mình để ý lĩnh hội ý tứ của người viết. Thì khi đọc đến từng câu thơ, câu văn mới hiểu hết tâm tư tác giả. Đây là câu danh ngôn của ông Lý Văn Phức. Ông Lý Văn Phức này là nhà văn các bạn. Thì bây giờ... Mình nghĩ về cái câu này thì có nghĩa là cũng khó. Tại vì nếu mà tự mình để ý lĩnh hội ý tứ của người viết thì khi đọc đến từng câu thơ, câu văn mới hiểu hết được tâm tư tác giả. Cái này mình không hiểu là có phải là mình nên tìm hiểu tiểu sử tác giả trước hay không, rồi mới đọc bài, hay là mình đọc lướt qua hết một lượt đi, sau đó mình suy ngẫm một chút rồi mình lại đọc lại lần nữa thì mình hiểu hơn. Thì hoài hướng như thế thì cũng không rõ. Nhưng mà cái câu danh ngôn này thì cũng được cho vào danh sách những cái câu danh ngôn nói về sách trên một câu nào đó. Thì ok, thì tạm thời như là như vậy. Cái câu này thì mỗi người sẽ
hiểu một ý khác nhau. Khả năng là cũng không không hẳn là như vậy, nhưng mà thế thôi, tại vì cái câu này cũng khá là khó để phân tích, mình cứ gọi là quan điểm cá nhân đi, thì là hiểu như vậy. Còn vấn đề tiếp theo mình tìm hiểu về ông Lý Văn Phúc này nhé, thì mình đã search ở trên đấy rồi, mình đã search ở trên Google, thì chúng ta sẽ có một bài viết trên trang vanhiến.vn, thì chính là trang Văn Hiến Việt Nam ấy. Cái này, trang này là cơ quan chủ quản của trang này là Viện Nghiên cứu Bảo tồn Phát huy Văn hóa Dân tộc. Thì ok, thì Lý Văn Phúc là tên một con đường ở trên ở chợ Hà Nội các bạn ạ. Thì Hà Nội có phố Lý Văn Phúc, một phố cụt ở bên dãy số lẻ phố Nguyễn Thái Học, chỗ số nhà 161 rẽ vào mang tên của Lý Văn Phúc. Ok, thì ông Lý Văn Phúc này được mệnh danh, đây họ nói là nho, một nhà nho sứ thần gặp gỡ người Tây. Chỉ có mình tìm hiểu thì ông Phúc là ông ấy gặp đi nước ngoài rất nhiều luôn ấy. Và tí nữa mình sẽ xem nhé, thì cái bài này họ sẽ giới thiệu. Thì ông Lý Văn Phúc sinh năm 1785, mất 1849, tức là ông ý hưởng thọ là 64 tuổi các bạn, tức là cũng khá là cao trong cái khoảng thời gian đó. Tự là Lân Chi, hiệu là Khắc Trai và Tô Xuyên. Đấy, thì tổ tiên ông là người Trung Quốc, người Phúc Kiến ấy, ở Trung Quốc. Nhà ông ý sẽ chuyển sang Việt Nam ở tại thời điểm giặc Thanh ấy chiếm nhà Minh các bạn ạ. Đấy, mình đọc cái đấy trước ở bên Wiki rồi ấy. Thì mình nói luôn ở đây, thì không phần phục nhà Thanh nên là sang Việt Nam ngụ cư tại phường Hộ Khẩu, huyện Vĩnh Thuận, phường Hoài Đức, thành Thăng Long, nay là thuộc phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội. Đấy, sinh ra trong gia đình nhà nho ấy, nghèo. Thì ok, thì đến ông thi muộn lắm, thì người ta bảo là năm 23 tuổi ấy, thì ông 22 23 gì đấy thì ông bắt đầu thi tú tài, sau đó ông ấy sẽ đỗ cử nhân vào năm 35 tuổi, cũng khá là lớn tuổi đấy. Thì cuộc đời này người ta bảo là ông ấy làm tiên là ông sẽ làm quan văn, thì trong về các đời trước ấy thì họ làm quan võ nhé ở bên Trung Quốc, mà bây giờ ông sẽ làm quan văn, ông không làm quan võ nữa. Thì ok, thì họ bảo là ông chuyên đi ra nước ngoài, thì mình bây giờ ấy đọc tiểu sử của ông ấy thì nó sẽ bị dài, lịch sử nó cũng khá dài, nên là mình bây giờ mình sẽ xem là ông ấy đi đến nước nào nhé. Ok, thì ok đây nhá, mình đọc từ trên xuống này. Đây, kể từ đây này, đấy ở đây tức là này, kể từ đây đấy, cuộc đời Lý Văn Phúc hiện lên như một vị sứ thần lữ khách, tức là đi rất nhiều. Thì ok, năm 1830 là ông theo thuyền Phấn Bằng đi hiệu lực ở trấn Minh Ca ở nước Anh luôn. Năm 1930 là đi sang Anh này. Năm 193 à chết nhầm. Năm 1830 là đi sang Anh. Năm 1831 là lại đi Singapore này. Là hai nước rồi nhé. Tiếp theo là cũng năm này thì lại sang Trung Quốc nữa, gọi là hộ tống người bị nạn trở về Trung Quốc thì lại sang Trung Quốc, như vậy là ba nước rồi. Năm 1832 ngay là năm tiếp theo là lại đi đến Philippines, bốn nước luôn. Lại năm tiếp theo thì lại đi sang Trung Quốc, ok vẫn bốn nước. Vào năm 1834 thì ok, tạm thời là bốn nước rồi. Nói chung là bốn nước như vậy, để xem còn nước nào nữa không nhé. Đây rồi. Và năm 1836 thì lại ông lại đi đến Áo. Áo Môn. Ô, Macau, nhầm nhầm, không phải là Áo mà là vẫn là Trung Quốc rồi. Như vậy là bốn bốn nước nhé, bốn nước. Mình sẽ ghi lại ra đây một chút nhé, là nước nước nào.
Thứ nhất là nước, ok, Anh này, thuộc địa của Anh nhưng mà thôi mình cứ cứ gọi là Anh đi. Tiếp theo là đến Trung của Singapore này. Thứ tiếp theo là Trung Quốc này. Ok, và Philippines này. Xem còn nước nào nữa không nhé. Ok, Nghệ An này. Ông bị cách chức sau đó ông ý... Ok. Ông ấy vào thời Nguyễn các bạn, ông làm quan ở dưới thời Nguyễn. Chốt kết tạm thời là ông ý đi bốn nước các bạn. Là Anh, Singapore, Trung Quốc và Philippines. Đấy là ông đi ngoại giao khá là nhiều. Thì ngoài cái công việc đó thì ông cũng là một cái nhà văn, nhà thơ nhé. Đấy. Ông sáng tác chữ Hán và thơ văn chữ nôm nữa. Ông sẽ là cả chữ Hán và chữ nôm. Ok. Thì đó là về là người đây, là người đi ra nước ngoài nhiều này. Có thể nói suốt thập kỷ 30 của thế kỷ 19 là Lý Văn Phúc liên tục đi hiệu lực. Mình không biết đi hiệu lực là đi đâu đâu, đi công cán hay là đi sứ nước ngoài này. Đó, ở cái vùng Đông Nam châu Á như Singapore, Malacca. Ồ, những cái này hơi khó này. Nói chung là đi rất nhiều. Sau đó là điều đó phần nào cho thấy cái mối quan hệ ngoại giao và việc thông thương buôn bán bằng đường biển của Việt Nam ấy với các nước khu vực đã thực sự phát triển. Mối quan hệ liên bang giữa Việt Nam và các nước đã vươn ra ngoài phạm vi của Thiên Chiếu phương Bắc, tức là Trung Quốc, mà sang đến các nước Đông Nam Á đấy. Thì đó là về ông Lê Văn Phức. Thì đấy là một điều mình tìm hiểu về ông Lê Văn Phức. Tại vì cái bài này viết rất khá là dài ấy, nên là mình chỉ tìm hiểu là ông ấy là nhà nho nhé. Ông ấy thường tỏ 64 tuổi là tuổi rất cao, và ông đi rất nhiều nước, Anh này, Singapore, Trung Quốc, Philippines. Đó, thì ông đi rất nhiều nước. Ok, thì đấy là về bản thân ông Lý Văn Phúc là như vậy. Thì hiện tại là như các bạn nhìn trong ảnh đây, thì là trên phố Lý Văn Phúc thì có một số quán ăn như là quán chân gà nướng đấy các bạn. Khi các bạn gõ search chữ Lý Văn Phúc thì nó sẽ ra là trên trang Foodie thì họ có review một quán chân gà nướng ở trên phố này. Thì đánh giá review thì có tốt có xấu. Thì ok, thì biết đây là một cái con phố rất là nhỏ, cái ngõ nhỏ ngắn là tên Lý Văn Phúc. Thì đấy là điều đầu tiên chúng ta tìm hiểu cho tư lịch ngày hôm nay. Còn điều thứ hai mình muốn giới thiệu, mình muốn tìm hiểu để giới thiệu cho các bạn, nó chính là về cái này này. Ông Lý Văn Phúc tự Lân Chi, hiệu là Khắc Trai và Tô Xuyên. Thì mình mới tự hỏi là tự là cái gì và hiệu là cái gì ấy. Thế thì mình bắt đầu mới đi tìm kiếm nhé. Thì về gì đây, có một cái trang trên là tinhhoa.net. Cái trang này thì chắc là trang cá nhân rồi các bạn. Nó có Facebook fanpage nhưng mà nó không không thuộc gọi là chính chủ, gọi là các cơ quan gì đấy, báo chí gì đấy, mà chắc là một cái trang gọi là blog cá nhân hoặc là gì đấy, một trang thông tin gì đó. Thì cũng ok. Thì họ có một bài là vì sao người xưa đã có danh còn phải đặt thêm tự và hiệu. Ok, thì mình sẽ đọc bài này nhé. Thì đối với cổ nhân, tên của một người là hết sức quan trọng, à hết sức trọng yếu. Nó không chỉ để xưng hô mà còn là đặc điểm vận mệnh của người đó. Không giống với thời nay vốn chỉ có họ tên mà cổ nhân còn có hiệu và tự nữa. Thì về cơ bản nó như thế này này. Đây, thế nào là danh và tự nhé. Thì vào thời cổ đại, danh và tự không hề đồng nhất. Danh thì thật ra là tên húy hoặc biệt danh. Người ta thì có thể hiểu là tên mà khi sinh ra đặt, là gọi như bây giờ tên khai sinh đấy các bạn. Còn tự ấy, từ thời cổ đại thì mới là danh trong danh tính hiện nay, tức là tên gọi thường ngày. Nó cũng hơi, hơi ấy, nhưng mà nói chung là coi như danh trong cái thời cổ đại thì là tên khai sinh, còn tự thì mới là cái tên mà thường ngày của mình gọi ấy. Ừ.
Thì khi mà sinh ra thì các bậc trưởng bối đặt một cái tên ấy, người ta sẽ là ấu danh, chính là danh đấy. Và vào ngày hành lễ trưởng thành thì có sẽ có tự tự ám chỉ rằng là đã có thể hòa nhập được với xã hội. Thì trong cuốn Lễ Ký Sĩ Quan Lễ, không biết là cuốn này là cuốn gì ấy, thì có ghi chép là một người sau khi trưởng thành, danh mà các bậc trưởng bối đặt cho đã không còn phù hợp để trực tiếp xưng hô trong xã hội nữa, cần có một cách xưng hô với người đồng cấp hoặc hậu bối, cũng chính là nguồn gốc của chữ tự các bạn. Thì tự này sẽ cả nam cả nữ đều sẽ có, thì cũng không không thì nữ sẽ lễ trưởng thành của nữ được tổ chức vào năm 15 tuổi, sau đó có thể lấy chồng cũng có tự của riêng mình. Ok, thì ý nghĩa khi sử dụng thì nó như này: tự chính là một danh ngoại chi danh, tức là một tên khác ngoài tên, có thể là một chữ hoặc là hai chữ, nhưng mà phần lớn thì nó sẽ là hai chữ nhé. Thì nó chia làm rất nhiều thể loại, nhưng mà về mặt cách dùng ấy, mình chỉ quan tâm đến mặt cách dùng thôi. Thì người ta sẽ có một cái này là tại sao có danh tự rồi còn phải đặt tên là hiệu nữa, có một cái là hiệu nữa các bạn. Thì nó chết, mình vẫn chưa có cái tự đúng không? Cách dùng tự đâu ấy nhỉ? Hình như là ở phía dưới họ sẽ viết viết thêm. Thì mình sẽ nói về phần đúng rồi, ở dưới họ viết thêm. Thì hiệu này là cái liên quan đến nghề nghiệp các bạn. Giống kiểu như các văn nhân nho sĩ dùng để xưng hô với nhau ấy. Giống kiểu là bút danh các loại. Hiện nay ấy, thì nó tương đương với cái hiệu đấy. Thì hiệu này có thể là khá dài, giống kiểu như là Đông Pha cư sĩ này, rồi là cái gì đó, tức là một tên khá là dài. Thì cách dùng của ba cái loại này như nào? Thì danh tự và hiệu thì sẽ dùng như sau. Thì theo lễ nghĩa xưng hô thời xưa ấy, thì khi bản thân xưng hô thì xưng danh, còn người gọi người khác thì gọi tự người đó chứ không gọi danh người đó nhé. Đây là lễ phép cơ bản. Danh là do các bậc trưởng bối đặt. Khi tự xưng hô hay xưng hô một cách khiêm tốn thì có thể dùng danh. Giữa bạn bè với nhau, quan hệ thân thiết thì cũng xưng danh được. Ok. Còn khi giao tiếp với bậc trưởng bối thì bắt buộc phải gọi là tự, tức là không được gọi gọi tên ra, tại vì gọi trực tiếp tên là tức là mạo phạm. Không được gọi tên. Chính vì thế mà đúng là trong nước ta hiện nay thì giả sử đặt tên trùng với cụ kỵ thì cũng khá là khó. Có một số nhà rất là quan trọng cái vấn đề tên là không bị chụp được, không được trùng với cả tổ tiên ấy, rất là ấy, có một số nhà như vậy. Thì danh này chính là cái tên gọi là từ khi sinh ra của họ, và khi họ đã trưởng thành và có được cái chức vụ, có cái gọi là cấp bậc ở trong xã hội ấy, thì họ không, thì những người khác nói chuyện thì không thể nào mà nó gọi đích thành cái danh ấy được, mà là phải gọi theo tự của người ta, thì biểu hiện cái sự tôn trọng ấy. Vì hiệu ấy thì chỉ dùng khi các văn nhân nho sĩ xưng hô với nhau thôi. Thế nhưng mà đối với các nhân vật lịch sử mà nói thì cách xưng hô mà mọi người đều biết có thể là danh, cũng có thể là tự, cũng có thể là hiệu. Thì thông thường lưu danh thì sẽ là cái nào mà dễ nhớ thì người ta sẽ nhớ nhớ nhiều hơn. Ví dụ như là Trịnh Bản Kiều, danh là Trịnh Tiếp, tự là Khắc Nhu, hiệu là Bản Kiều. Đạo nhân chữ Bản Kiều dễ nhớ, còn Trịnh Tiếp hay Trịnh Khắc Nhu thì đều ít người biết đến. Ví dụ như là ok, thì cơ bản là như vậy. Thì có mình tổng kết lại cái phần danh tự này, thì danh là cái tên mà tổ tiên các bậc trưởng bối đặt cho khi mới sinh ra nhé. Còn tự là khi mình đã lớn và làm lễ trưởng thành ấy, thì mình sẽ có một cái tên tự để mang ra ngoài xã hội nói với chuyện với nhau. Còn khi mà đúng rồi, còn là hiệu thì chỉ là những người gọi là văn thơ sĩ với nhau thì họ gọi nhau thôi. Ok đó, thì thì tổng kết lại thì ngày hôm nay chúng ta đã tìm hiểu được một người tên là Lý Văn Phúc, một ông một nhà nho và có đặc điểm là làm quan, sau đó đi rất nhiều nước bạn ạ, đúng là đi rất nhiều nước luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một
được một cái là danh tự hiệu của người xưa là dùng như nào. Danh là tên các bậc trưởng bối đặt khi mới sinh ra này, tự là tên khi làm lễ trưởng thành này, và hiệu là liên quan đến văn thơ thôi, là cũng kiểu là bút danh ấy. Đó thì là nội dung của ngày hôm nay, đến đây là hết rồi. Đó thì ngày thứ hai đầu tuần thì chúc các bạn có một tuần làm việc vui vẻ hiệu quả các kiểu. Còn có ai xem cái series này không thì mình cũng không biết, nhưng mình cứ làm như thế này để mình gọi là ghi lại thôi, một cách tổng hợp thông tin từ những tờ lịch để xem là có cái gì mới không, có cái gì mà mình chưa biết và mình bắt đầu tìm hiểu, mình ghi lại. Thì ok, đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào những cái chương trình lần sau nhé. Ok, bye bye.